Thông tin từ ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 8 đến 17 giờ chiều 4 tháng 7, tỉnh này phát hiện thêm 21 ca dương tính COVID-19 mới, nâng số ca dương tính COVID-19 tại tỉnh lên 301 ca. Trong số 301 ca này, thành phố Tuy Hòa đã phát hiện 182 ca, huyện Sơn Hòa 42 ca, thị xã Đông Hòa 15 ca, huyện Tuy An 21 ca, huyện Sông Hinh 22 ca, huyện Tây Hòa 5 ca và huyện Phú Hòa 14 ca. Hiện có 300 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, một bệnh nhân đã tử vong. Trong 21 ca dương tính COVID-19 mới, có 2 ca được cách ly tại bệnh viện, 8 ca F1 đang được cách ly tập trung, 2 ca F2 đang được cách ly tại nhà, 9 ca trong khu vực phong tỏa. Với mức độ nguy cơ dịch bệnh trên, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày trên địa bàn phường Hòa Hiệp Trung kể từ 0 giờ ngày 5 tháng 7. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm 5K, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín ngưỡng. Đám tang không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt, không tập trung từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, thực hiện khai báo y tế bắt buộc với toàn bộ người dân trên địa bàn tiếp tục dừng hoạt động các nhà máy, các hoạt động sản xuất, cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn. Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, nhờ có sự tăng cường từ các tỉnh bạn như Khánh Hòa, Bình Định và Bộ Y tế, Quân khu 5, Bệnh viện Trung ương Huế, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, năng lực lấy mẫu và xét nghiệm của Phú Yên đã tăng lên đáng kể. Các mẫu xét nghiệm khẳng định trong ngày không cần phải chuyển đến Bình Định hay Khánh Hòa để hỗ trợ, mà tất cả đều xét nghiệm tại chỗ, ít nhất phải làm được 20.000 mẫu xét nghiệm một ngày. Những ngày tới, Phú Yên phải nâng cao hơn nữa, từ 50.000 đến 60.000 mẫu một ngày để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch hiện nay. Theo ông Thế, để đảm bảo cơ sở điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, tỉnh Phú Yên sẽ sử dụng bệnh viện mắc Phú Yên làm đệm để theo dõi, sàng lọc. Nếu bệnh nhân nặng sẽ chuyển sang các bệnh viện chuyên điều trị hiện nay như bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, bệnh viện giải chiến trung tâm y tế thị xã Đông Hòa. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên cũng đã chuẩn bị để chuyển hai trung tâm y tế huyện Sơn Hòa và trung tâm y tế huyện Tuy An sang để chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19, tăng cường thêm năng lực điều trị của tỉnh. Báo Thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.